Hôm nay tôi đã cài mod làm cho tôi trở thành người nhện. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, tôi là Peter Dette. Tôi là một học sinh trung học phổ thông. Không chỉ đẹp trai mà tôi còn khá là tốt bụng. Nói chung là giúp người ta là niềm đam mê của tôi luôn ấy. Cho nên là có người cần giúp thì tôi sẽ giúp hết mình. Giống như cái anh này đây, có vẻ là đang gặp khó khăn và chuyện qua đường hay sao ấy. Tôi thấy anh đứng đó nãy giờ luôn ấy. Có vẻ là tôi sẽ tới hỏi thăm thử xem sao. Anh ơi, ổn anh ơi, anh muốn qua đường à? Trời, giúp người là nghề của em rồi. Anh cứ yên tâm, em làm được mà. Anh ơi, ổn anh ơi, qua được rồi đấy, ổn chứ hả? Anh tính không cảm ơn em luôn à? Đấy, mọi người thấy chưa? Tôi giúp họ mà họ còn không cảm ơn tôi. Bởi vậy người ta mới có câu là chưa chắc mình tử tế với họ, họ đã tử tế lại với mình. Hey, sáng giờ tôi chưa tìm được ai để giúp hết mọi người ạ. Giờ tôi cứ đi làm vòng như thế này này. Tại vì hôm nay là cũng là một ngày nghỉ nên tôi cũng khá là rảnh. Tôi quyết tâm là sẽ giúp một ai đó. 12 seconds later. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không nhờ? Như tôi nghe thấy tiếng gì ấy. Có người kêu cứu hay sao ấy. Nó phát ra ở hướng này này. Oh my god man. Holy shit. Có một người đang bị bắt nạt á. Tôi phải giúp thôi. Nhưng mà giờ xung quanh của tôi chả có gì cả. Thế này là tôi phải đành liều mình rồi mọi người ạ. Chơi luôn. Ôi mấy anh kia có giỏi đánh tao nè. Ui nó có súng. Thôi. Nó có súng. Đậu xanh. Thôi đánh con nhỏ kia tiếp đi. Đừng đánh em. Thôi. Nó vẫn dí mọi người ạ. À. Oh my god. Thôi. Giờ tôi chỉ có cắm đầu mà chạy thôi đấy. Ôi nó vẫn dí à. Tôi sẽ dụ nó vô. Tôi cũng đã học võ được một năm rồi. Có vẻ tôi sẽ đánh được mấy anh này. Ôi thôi. Thôi. Nói chung cũng khá là khó khăn với tôi. Tại vì bọn nó có vũ khí còn tôi chả có gì cả. Nên cũng chả làm được gì luôn. Đúng là một ngày khó khăn thật sự luôn ấy. Có vẻ là tôi sẽ về nhà. Giờ thì bắt taxi thôi nè. A few moments later. Cuối cùng cũng đã được về nhà. À mà chưa giới thiệu với mọi người. Đây là nhà của chú tôi Michael. Tôi đến đây chơi khoảng một tuần thôi. Nói chung là cũng được đi. Cũng ổn đi. Giờ thì vô nhà thôi nào. Ê cô. Dạ con xin lỗi chú, tại vì cái phản xạ tự nhiên ấy mà. Nhưng mà chú là ai mà đứng đây chi vậy? Tôi là trợ lý của Tony Stark. Tôi quan sát cậu đã lâu rồi, biết cậu là một người tốt. Nên là Tony nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Mong là cậu có thể giúp đỡ được cái thành phố này. Oh my god. Tôi đã trở thành Spider-Man rồi mọi người ạ. Wow, ngầu thật sự luôn ấy. Bộ giáp này còn hiển thị mức năng lượng và cả máu của tôi nữa mọi người ạ. Được thật sự. Nếu mà tôi không nhầm thì tôi có thể phóng tơ đi. Wow. Let's go man. Let's go. Woo. Holy moly. Wow. Đấy mọi người cứ làm việc tốt đi. Bởi vì mọi người không biết mình sẽ nhận được cái gì đâu. Bộ giáp này cũng khá là dễ sử dụng. Cho nên là anh em có thể thấy tôi đu khá là nhanh luôn ấy. A few minutes later. Ờ cái gì kia, có vẻ như là bộ giáp đang cố gắng thông báo cho tôi về một cái vụ trộm xe thì phải. Nếu mà đúng như vậy là cái điểm kia là cái địa điểm của bọn trộm ấy. Để tôi đi đến đó thử xem sao. Come on, let's go. Đúng như vậy rồi mọi người ạ. À. Hình như có cảnh sát đuổi theo luôn kìa. Let's go man, let's go. Mày. Mày cút ra xe coi. Come on. Tính làm gì hả? Tính làm gì? Mày tính làm gì? Tính trộm xe. Mày trộm xe khi tao đây. Come on. What's up? Tính làm cái gì? Trộm xe. Come on man. Con à con. Let's go. Let's go man. Tôi nghĩ là tôi không nên ở đây. Tại vì tôi sẽ thu hút sự chú ý ấy. Giờ tôi phải đi thôi. Sau khi mà đánh cái bọn cướp xe thì tôi nghĩ là cái bộ giáp này nó chưa phát huy hết tác dụng của nó hay sao ấy. Chắc là tôi phải ngồi đây tôi nghiên cứu rồi mọi người ạ. A little longer than a few minutes later. Oh my god. Tôi mới vừa phát hiện ra tôi có thể phóng nhiều loại tơ hơn tôi tưởng ấy. Tôi có tận 8 loại tơ. Tôi có thể quăng một chai bơm tơ này. Tơ điện nữa. Holy moly. Thì như mọi người được biết là cái bọn hay bắt nạt, cái bọn mà hôm bữa dí tôi đấy, thì bọn chúng vẫn còn trong thành phố và đang làm hại rất nhiều người dân. Cho nên là tôi phải đi dạy cho bọn chúng một bài học mới được. Tôi đã linh cảm là bọn nó đang hoành hành hay sao ấy. Later. À, ê mấy ăn đồ. Mày xạo. Mày đánh ai? Mày bắn súng ai? Come on man. Bỏ đi nha. Bữa mày ăn hiếp tao đúng không? Giờ tao quay lại nè. Cho mày bắn luôn nè. Tao đứng cho mày bắn luôn nè. Bắn đi. Thôi ổn ba. Bắn trúng không? Ôi ơi. Cuối cùng thì tôi cũng đã đánh bại được cái bọn ăn hiếp rồi mọi người ạ. À. Giờ thì về nhà thôi nào.
1 PM. Ơ, cái gì thế nha? Đang nghỉ cơ mà. Có vẻ đây là một vụ trao đổi hàng hóa thì phải. Chứ cấm ấy. Trên một tòa nhà. Come on, let's go. Tôi sẽ đi đến điểm đó. Ui, hình như nó gần ở đây nè mọi người ạ. Tôi sẽ gửi cái con máy bay này qua để nó thăm dò. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Ui. Ui, let's go. Let's go. Mày. Trao đổi chất cấm à, man. Dính luôn đi con. Come on, man. Mày sao? Pum. Let's go. Này thì trao đổi chất cấm. Ôi, tính ra tôi cũng mạnh phết đấy. Làm lẹ thật sự luôn ấy. 3 days later. Tôi nghe nói là trong thành phố này có một sinh vật đang phá hủy thành phố và đã giết rất nhiều người dân. Nếu mà nó nguy hiểm đến vậy thì tôi phải đi điều tra rồi mọi người ạ. À. À, thành phố đang rất yên bình cơ mà. Tại sao lại có cái tin đồn đó nha? Eventually. Như tôi nghe một tiếng gì đó ấy. Tôi có linh cảm là sẽ có một cái thứ gì đó tới. Tôi nghe tiếng đu dây mọi người ạ. À. Where is it? What the hell? Tôi nghe tiếng la của một ai đó. Oh my god. Có phải nó không? Holy moly. Cho bạn nào chưa biết thì đây là Venom, quái vật sở hữu kỹ năng chết chóc, đặc biệt là cú cắn có thể lấy đầu người một cách dễ dàng. Trận chiến này sẽ khó khăn với tôi đây. Mày bước ra đây. Ôi, no, no. Mày chơi ai? Come on, man. Ui, nó có vẻ là nó mạnh hơn tôi mọi người ạ. Mày tới đây. Mày tới đây. Nó đâu rồi nhỉ? Nó mới vừa bay đi đâu ấy. Tôi cảm nhận là nó đang ở trên đây coi này. Ui. Ui. What the fuck. Ui. No no. Mày tới đây. Let's go baby. Let's go. Mày. Mày chơi ai? Mày tính. No. Come on. Oh my god. Oh my god. Come on. Where you going? Where you going? Giật điện đi con. Kéo nó đi. Mày xạo. Con này dai thật sự luôn ấy. Mày tới đây. Oh, no. Come on, man. Mày xạo. Đấy. Ôi, nó dám mang một người cảnh sát luôn kìa. Mày xạo. Come on, let's go, let's go. No, no, no. Shit, oh my god. Mày chơi ai? Let's go. Cuối cùng tôi cũng đã tiêu diệt được nó rồi mọi người ạ. À. Holy moly. Nhưng mà có vẻ là tôi không nên là ở lại đây rồi. Tại vì cảnh sát tưởng nhầm tôi là một người phạm tội mấy cái đấy chứ. Cảnh sát bắt đầu chi đuổi tôi rồi. Không hiểu tại sao luôn ấy. Many unbearable hours later. Cảnh sát đã hiểu nhầm tôi rồi mọi người ạ. À. Thế nên là chắc tôi sẽ không xuất hiện nữa. Tôi sẽ đợi mọi chuyện nó ổn định lại đã. Và đấy là sức mạnh của Spider-Man. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.